nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Kính thưa cộng đoàn, theo thông tin mới nhất từ cha Đa Minh Phan Hồng Thắng, cha đã liên hệ trường hợp của cha Tường với hai tòa giám mục Cần Thơ và tòa giám mục Vĩnh Long. Cụ thể, cha chia sẻ như sau. Mấy ngày con bận rộn làm một số việc và chuẩn bị đồ về Mỹ. Tuy muộn, hôm nay con nói còn hơn không. Bệnh viện SIS nằm trên lãnh thổ giáo phận Cần Thơ, gọi phone cho tòa giám mục Cần Thơ, đầu dây trả lời. Cha Tường là người của Vĩnh Long, không phải là người của chúng tôi. Gọi phone cho tòa giám mục Vĩnh Long, ông thầy trả lời. Vâng, vâng. Sau khi làm các phép, gọi phone lần nữa, một sơ cũng. Vâng, vâng. Trường hợp này, tôi Phan không qua mặt và làm việc theo giáo luật cho phép. Thanks quý vị nhiều. Kính thưa cộng đoàn, liên quan đến việc cha Phêrô Nguyễn Văn Tường bị vạ tuyệt thông và được giải vạ trong lúc nguy tử, người yêu mến ủng hộ cha Tường thì cho rằng cha Tường không có làm gì sai. Ngược lại, còn là một linh mục hết lòng lo cho sức khỏe của đàn chiên. Và hỏi tại sao giáo hội lại ra vạ tuyệt thông cho một người tốt lành, nhiệt tâm như vậy. Thậm chí, có người còn viết rằng nhờ nghe cha Tường giảng như vậy mà trở lại sống đạo sau bao năm bỏ lễ, bỏ nhà thờ. Để giải đáp thắc mắc đó, xin gửi đến cộng đoàn bài viết của tác giả Peter Chánh Trần, một cựu chủng sinh và hiện đang sống tại Mỹ. Mấy ngày nay, thấy tin linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tường, gọi là cha Tường cho gọn, bị đột quỵ, đang trong tình trạng nguy cấp. Cha Tường, một thời gây ồn ào dư luận ở giáo phận Vĩnh Long nói riêng và trong giáo hội Công giáo Việt Nam nói chung, bởi vì cha Tường đã giảng kinh thánh với nhiều điều sai trái với niềm tin của giáo hội Công giáo, nói rõ hơn là sai tín lý. Do đó, ngài đã bị vạ tuyệt thông kể từ ngày 23 tháng 5 năm 2014. Tôi không lạ gì cha Tường vì tôi đã từng vào trang web của cha rất nhiều lần để đọc và nghe cha Tường giảng. Trang web có lẽ đã đóng từ lâu nên vài năm trở lại đây không vô được nữa. Tôi không muốn tắt nước theo mưa, nhất là khi ngài đang trong cơn nguy kịch, mà chỉ nhân cơ hội này viết một chút về việc đọc, hiểu và giải thích kinh thánh như thế nào mới phù hợp. Tôi cũng đã cầu nguyện cho ngài trong thánh lễ Chúa Nhật sáng nay, cho ngài mạnh hồn, khỏe xác và quay lại với Chúa, với giáo hội nếu ngài hồi phục. Có vô số người nói rằng cha Tường giảng theo kinh thánh, trích từ kinh thánh, chứ có giảng ngoài kinh thánh đâu. Nhiều người lập luận như vậy để bênh vực ngài. Câu kinh thánh được ngài trích nằm trong sách Sáng Thế Ký, chương 1, câu 29 như sau. Thiên Chúa phán: đây ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất và mọi thứ cây có trái mang hạt giống để làm lương thực cho các ngươi. Cha Tường cũng dựa vào mấy câu kinh thánh nữa trong sách Sáng Thế Ký, chương 9, câu 3 đến câu 5 sau đây để giảng dạy rằng ăn thịt loài có máu là tội và sẽ bị Chúa trừng phạt. Mọi loài di động và có sự sống sẽ là lương thực cho các ngươi. Ta ban cho các ngươi tất cả những thứ đó, cũng như ban cỏ xanh tươi. Tuy nhiên, các ngươi không được ăn thịt với mạng sống của nó, tức là máu. Ta sẽ cho mỗi con vật phải đòi nợ máu các ngươi, tức là mạng sống của các ngươi. Ta sẽ đòi con người phải đền nợ máu. Ta sẽ đòi mỗi người phải đền mạng sống của người anh em mình. Từ đó, cha Tường nói rằng con người chỉ được ăn loại thực vật có mang hạt giống và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, còn những loại khác không được ăn. Và dĩ nhiên, thịt cá, các loài động vật có máu là không được đụng đến vì nó sai với kinh thánh. Từ lối suy diễn sai trái đó lại dẫn tới việc đổ thừa cho các thứ bệnh tật là do con người ăn thịt cá. Vấn đề là tại sao cha Tường dùng kinh thánh, trích kinh thánh, theo kinh thánh để giảng mà lại nói ngài sai và ra vạ tuyệt thông, một hình thức nặng nhất của giáo hội Công giáo. Tôi hỏi quý vị một câu, nếu một linh mục dùng cựu ước để dạy tín hữu cứ móc mắt, bể răng kẻ nào đụng đến mình, thì Chúa Giê-xu sẽ xử linh mục đó làm sao? Và người tín hữu có nên nghe theo lời dạy của linh mục đó hay không? Rõ ràng, ông ta trích kinh thánh, giảng theo cựu ước 100% mà. Cách đây không lâu, có một tên thầy giáo mất dạy, đem câu này ra nhạo báng đạo Công giáo, chửi luôn Chúa, kêu Chúa là thằng ngu. Vì người ta vả má bên phải không chịu thọ lại, còn đưa luôn má bên trái.
hắn ăn nói mất dạy, phạm thượng, khó ai có thể nhịn nổi. Quý vị còn nhớ không? Nó tên gì tôi quên rồi. Mà thôi, những kẻ vô thần trách chúng làm gì? Bọn vô thần căn cứ vào những lời dạy của Chúa ở đây mà kết luận. Tôn giáo là thuốc phiện mê hoặc dân, làm cho con người mất hết nhuệ khí. Cách gì đi bắn, đi giết, đi xâm lăng, đi cướp của được. Họ nói không sai. Chúa đời nào đi dạy con người làm chuyện ác, vậy mới được gọi là đạo. Nếu linh mục cũng căn cứ theo cựu ước, theo lề luật Mô-xê mà dạy giáo dân cứ cặp bồ thả giàn, miễn chưa đi qua đời nhau là chưa thành tội ngoại tình, hay có tờ giấy ly dị là ok, thì Chúa sẽ xử linh mục đó cách nào? Xã hội sẽ xử linh mục đó thế nào? Người giao giảng kinh thánh mà chỉ dựa vào cựu ước, tảng lờ lời dạy trực tiếp của Chúa Giê-xu thì đúng là chống lại Chúa, là lạc đạo, phải bị vạ tuyệt thông. Trở lại chuyện tra tường, sau giảng chuyện chỉ ăn thực vật có hạt giống, tôi đố quý vị tìm được một chữ nào, câu nào do chính miệng Chúa Giê-xu dạy người ta không được ăn thịt, nói rõ là thịt những con vật không có máu. Tôi cá với quý vị đó, cho dù đi tìm đỏ con mắt cũng không thấy đâu, vì Chúa có dạy hồi nào đâu mà thấy. Ngược lại, tôi chứng minh cho quý vị thấy Chúa Giê-xu ăn thịt, ăn cá, và với Ngài không có bất cứ con vật nào gọi là ô uế để bị cấm không được ăn như luật Mô-xê. Mô-xê cấm ăn thịt những con vật cho là ô uế như con heo, rắn rết, loài vật có vỏ. Chúa nói không có gì là ô uế hết, chỉ có những thứ thải ra từ cơ thể mới ô uế. Món ăn ưa thích của Chúa Giê-xu là cá, cá có máu nghen. Đọc bốn quyển Tin Mừng, coi bao nhiêu lần Ngài ăn cá. Tôi nhắc sơ hai lần thôi. Lần thứ nhất là khi Ngài làm phép lạ, hóa bánh và cá ra nhiều để nuôi 5.000 người trên núi sau bài giảng. Các môn đệ và dân đều ăn bánh và cá. Ngài ăn cái gì ngoài hai thứ đó? Vì các môn đệ đã báo cáo với Ngài chỉ có 5 cái bánh và vài ba con cá. Lần thứ hai, khi Ngài làm phép lạ cho các môn đệ thả lưới và húp một mẻ cá nhiều muốn rách lưới, ở chỗ biển nước mênh mông, sau quả đâu mà ăn? Không ăn cá với các học trò của mình thì ăn gì? Việc chủ trương ăn rau quả thay vì ăn thịt hoàn toàn không có gì sai trái. Ngày nay, phong trào bỏ thịt ăn rau rất phổ biến, thịnh hành, được quảng bá rầm rộ và những người theo con đường này thì cũng đông vô số. Nhưng cho rằng việc ăn rau, cấm thịt là lời Chúa, và dĩ nhiên là lời Chúa thì phải tin và phải giữ thì mới được dỗi linh hồn. Ít nhiều gì cách giảng dạy của cha tường ở ý này và người tín hữu hiểu ở ý tưởng này là sai hoàn toàn tín lý. Muốn được cứu rỗi không phải là kiêng ăn thịt, kiêng ăn huyết, kiêng chuyển máu, đây là lý do chính để bị vạ. Một thầy thuốc, bác sĩ chẳng hạn có thể học trở thành linh mục được. Có rất nhiều linh mục ở Mỹ và ngay cả ở Việt Nam có bằng bác sĩ. Khi đã thành linh mục, bổn phận chính của linh mục đó chủ yếu là chủ chăn, có bổn phận lo cho phần dỗi linh hồn của đàn chiên, chứ không phải là bổn phận của một bác sĩ lo chữa bệnh phần xác nữa. Một linh mục mà coi nhẹ việc chăm sóc phần hồn cho con chiên lại quay sang lo chữa bệnh phần xác như một thầy thuốc là điều ngược ngạo. Và giáo hội chẳng bao giờ đào tạo ơn gọi linh mục cho một mục đích như vậy. Cha tưởng lọt vào trường hợp này. Chớ trêu thay, kiến thức về thầy thuốc, về chữa bệnh của Ngài có lẽ chỉ học lỏm, học online, chứ không qua một trường lớp đào tạo chuyên môn nào cả. Không vâng lời, không tròn trách nhiệm một chủ chăn như được đào tạo cũng là một lý do bị vạ, tuy không phải là lý do chính. Lướt Facebook thấy có rất nhiều người tỏ ra thương mến, ủng hộ cha tường, thậm chí còn cho rằng cha tường không có làm gì sai. Ngược lại, còn là một linh mục hết lòng lo cho sức khỏe của đàn chiên và quay sang trách móc sau giáo hội lại ra vạ tuyệt thông cho một người tốt lành, nhiệt tâm như vậy. Thậm chí, có người còn viết rằng nhờ nghe cha tường giảng sai như vậy mà trở lại sống đạo sau bao năm bỏ lễ, bỏ nhà thờ. Đó là tác hại của việc giảng dạy sai lầm nên mang vạ. Nhiều người thương cha tường không có nghĩa là sai, sẽ thành đúng. Đúng hay sai, phải có cha tường giải thích kinh thánh có đúng ý Chúa hay không. Quý vị xem đi, các giáo phái ly khai khỏi giáo hội công giáo, lượng tín hữu của họ đông cỡ nào. Con số người theo rất đông, không có nghĩa là cái sai trở thành chúng đâu. Sai phạm không đáng trách, không phục thiện,
không vâng lời bề trên và giáo luật của giáo hội mới đáng nói, mới bị vạ tuyệt thông. Nên biết, bất cứ một linh mục nào trong thánh lễ truyền chức đều phải tuyên hứa hai điều trước vị giám mục chủ phong và đông đảo giáo dân tham dự: sống thanh khiết, độc thân và lánh xa tình dục, và vâng lời. Linh mục dòng và các tu sĩ dòng ngoài hai lời khấn trên, họ còn thêm lời khấn sống khó nghèo nữa. Giáo hội không có đếm 1, 2, 3 là ra vạ tuyệt thông cái sụp đâu. Phân giải đúng sai, khuyên can, tạo điều kiện để sửa đổi mà nhất định chống lại, nhất định không tuân phục thì biện pháp sau cùng mới là hình phạt vạ tuyệt thông. Bài dài quá rồi, Mười Lúa xin trích một đoạn trong bài đọc kinh thánh của cha Pio Ngô Phúc Hậu để thay phần kết luận của bài viết này. Trích: mình đang đọc cuốn Đất Giữ của Jorge Amado, mình dừng lại ở câu chuyện kể về gia đình ông đại tá Antonino đọc kinh thánh. Đại tá chỉ có nghĩa là một ông chủ đồn điền giàu có. Antonino có một bà vợ rất đạo đức. Tối nào bà cũng quy tụ mọi người lại để nghe bà đọc thánh kinh. Khi bà chết rồi, thói quen đọc thánh kinh trong gia đình vẫn được tuân hành như một kỷ niệm đáng kính. Bây giờ, người chủ trì buổi đọc sách thánh là đứa con gái của bà. Antonino cảm thấy đồn điền của mình chưa rộng lớn đủ. Ông ngó sang đồn điền bên cạnh, chỉ cách đồn điền của ông bằng một cái thung lũng hẹp. Ông muốn hai thành một. Ông muốn tìm hiểu ý Chúa. Tối hôm ấy, ông ngỏ lời với đứa con gái của ông: con đọc sách thánh xem, có chỗ nào Chúa muốn bố chiếm đồn điền bên kia thung lũng không? Con ông mở sách thánh và đọc một đoạn. Ông lắc đầu. Con ông lại mở và đọc một đoạn khác. Ông lại lắc đầu. Cuối cùng, con ông mở sách Giô-suê và đọc ngay đoạn kể ông Giô-suê đưa quân lội qua sông Jordan, bao vây và gieo thần chu trên Jericho. Ông gật đầu lia lịa. Được rồi, con. Sáng hôm sau, khi trời chưa hửng sáng, ông đã xua quân tràn qua thung lũng chiếm đồn điền của bạn. Lương tâm ông tỉnh queo vì ông bảo đó là lời Chúa. Đọc sách thánh ư? Chưa đủ. Còn phải đọc sách thánh với tinh thần nào nữa? Thở Trung Cổ, người ta đã trích một câu trong Thánh Vinh để làm bài hịch xua thập tự quân qua chiếm đất thánh, mở màn cho một cuộc chiến dài hai thế kỷ. Cuộc chiến này là một trong những sai lầm lớn của giáo hội. Như vậy, có nghĩa là vẫn có một lối đọc thánh kinh sai lầm. Người ta không bỏ mình để theo Chúa, mà lại bắt Chúa phải bỏ mình để đi theo người ta. Bây giờ, mình mới hiểu câu nói: ai muốn theo ta thì phải bỏ mình đi. Phương pháp đọc thánh kinh quan trọng hơn việc đọc thánh kinh. Học cách đọc thánh kinh quan trọng hơn việc mua và đọc thánh kinh. Ngưng trích, Peter C. Trần. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.